mấy bạn đi đi học sinh lý thì cũng có học môn đơn nội tiết rồi đúng không? Rồi vậy mấy bạn có nhớ là tiếng nội tiết với tiếng ngoại tiết khác nhau sao? Rồi, mời em. Dạ, thưa chị thì ngoại tiết thì là cái tiếng đó nó sẽ có những cái hệ ống dẫn đến cái cơ quan tích là những có những cái ống để nó dẫn những cái chất mà cái cơ quan nó tiết ra. Còn nội tiết thì thường là sẽ tiết thẳng vào máu và cái cơ quan tích của nó thường là xa hơn so với cái nơi mà tiết ra. Vậy em có biết những cái trục nội tiết nào em biết không? Những tuyến nội tiết nào trong cơ thể mà em biết? Thì nội tiết mà tụi em hay học gần đây thì là trục hạ đồi tiết yên, trước mà là trục hạ đồi tiết yên nó tinh hoàng. Ngoài ra thì nó chỉ nhớ tinh hoàng thôi. Mà trục hạ đồi tiết yên tiếng gì nữa? Những tiếng đất có tiếng gì? Tính gì nữa? Nghi thì em là Nghi đúng không? Em tên gì? Rồi cái bài này là mấy bạn phát biểu chị vẫn ghi nhận điểm cộng vô bài đi test nha. Thì thưa chị, ngoài ra tiết còn có trục hạ đồi tuyến yên, tuyến vú, tuyến thượng thận, tuyến giáp, tuyến sinh dục. Rồi, cảm ơn em. Thì cái bài hôm nay á, nó cũng lai lai với những cái bài mà mấy bạn học rồi thôi, chứ nó không có phải là quá mới nha. Thì bản chất là con nít thì cũng có tiếng y, thì người lớn cũng có tiếng y, thì trục nội tiết của con nít vẫn hoạt động như là trục nội tiết của người lớn ha. Và có hai nguyên lý là trục hạ đồi, tiếng y và tiếng đít. Tiếng đít như mấy bạn nói hồi nãy là tiếng giáp, là tiếng thượng thận nè, có thể là tiếng sinh dục ha. Rồi, và cái thứ hai là cái phần số 2 thì chị muốn nhấn mạnh với mấy bạn là phân tích những kết quả xét nghiệm về nãy giờ. Bữa giờ chị dạy đó là toàn là xét nghiệm không à, huyết học, ha, thận, nội tiết. Tất cả những cái đó xét nghiệm nó sẽ thay đổi theo tuổi ha. Vậy thì bây giờ mình coi thử là nội tiết thì xét nghiệm nó có thay đổi gì trong cái người lớn hay không, và mình phân tích như thế nào. Còn những cái nguyên tắc hoạt động thì nó cũng giống y chang như là mà mấy bạn học sinh lý thôi, thì vẫn là theo cái trục ha. Rồi bây giờ mình nhắc lại mấy cái tuyến trước nha. Trục hạ đồi tiếng y, tiếng nội tiết đích, thì đây là cái tiếng y ha. Tiếng y của mình sẽ có hai phần là tiếng yên trước và tiếng yên sau. Tuy là cùng một cái cục chung nhưng thật ra là tiếng yên trước và tiếng yên sau là hai cái riêng với nhau. Tiếng yên trước á thì bản chất là tế bào tuyến, tiếng yên sau bản chất là những cái neuron thần kinh ha. Rồi rồi nhìn cái hình là cho dễ hiểu ha. Không, bây giờ thật ra cái tiếng yên sau á, bản chất của nó là những cái neuron thần kinh nó từ cái vùng hạ đầu nó đi xuống nha. Rồi chứ cái bó là cái bó đi xuống, còn cái tuyến yên trước là bản chất là tế bào tuyến. Thì tuyến yên trước á nó sẽ tiết ra 6 loại học môn nha. Cái này thì mình biết hết rồi ha. Học môn GH thì có tác dụng là về chiều cao ha. Rồi học môn hướng quả thượng thận để tác dụng lên tuyến thượng thận là ACTH ha, tuyến giáp là TSH. Rồi kích thích tuyến vú, tuyến sữa là prolactin. Cái này thì con nít không bị hỏi, prolactin là tiết trong cái giai đoạn mang thai ha, bình thường là sẽ bị ức chế bởi dopamine ha. Rồi học môn kích thích nang trứng FSH và tạo hoàng thể LH. Tuy là nang trứng với hoàng thể nhưng mà ở con trai thì tinh hoàng thì nó vẫn chịu chi phối của FSH với LH ha. Rồi chứ không phải là chỉ ở con gái không. Còn tuyến yên sau thì nó không phải tuyến mà nó dự trữ nha. Chị nhấn mạnh khác biệt cho tuyến yên trước và tuyến yên sau. Dự trữ hai loại hóc môn là hóc môn chống thai niệu và oxytocin nha. Rồi thì cái nguyên tắc hoạt động của cái hệ trục của mình á, trục nội tiết của mình là hoạt động theo tầng. Ví dụ như là tầng cao nhất là vùng hạ đầu, tức là hypothalamus á, thì mấy bạn đọc sách cái vùng hạ đầu, còn có một số sách thì ghi là vùng dưới đồi đúng không? Thì mình không quan tâm là mấy ông dịch nào, ông dịch sao thì kệ ổng, nhưng mà nhớ cái tên thực sự của mình là hypothalamus nha. Nhưng phân biệt với một cái vùng nữa nó gọi là subthalamus, cũng có cái vùng đó ha. Rồi cho nên là cái vùng đó là vùng dưới đồi. Bây giờ mình thống nhất là vùng hạ đồi, nhưng mà cứ nhớ tiếng Anh trước ha.
thì cái vùng đó nó sẽ tiết những cái hormone. Đây, đây là những cái hormone cái vùng nó tiết ra. Rồi, đây là những cái học môn của cái vùng hạ đồi tiết ra ha. Những cái học môn này sẽ tác động lên tuyến yên, và từ đó tuyến yên sẽ tiết ra các cái học môn để tác động lên tuyến giáp ha, vú nè, sinh dục ha. Tác động học môn GH thì liên quan đến phát triển của cơ ha. Ngoài cái GH đó, nó còn tác dụng lên mô mỡ nữa nha, có nghĩa là chuyển hóa cơ mỡ, chuyển hóa đường huyết, và quan trọng nhất là tác động lên sụn tăng trưởng nha. Và học môn ACTH là học môn tác dụng lên vỏ thượng thận ha. Rồi, thì đây là ba cái tầng của cái tế bào thần kinh nội tiết của vùng hạ đồi ha, là có tuyến yên, vùng hạ đồi tiết ra học môn tiết kích thích tuyến yên, và tuyến yên thì nó sẽ tác động có các cái học môn này á, ACTH, CSH ha, FSH và LH thì sẽ tác động lên các tuyến nội tiết đích. Còn GH thì nó không có đi tới cái tuyến nội tiết đích, mà chủ yếu là nó sẽ tác động lên xương và lên gan để tổng hợp lên những học môn tăng trưởng và kích thích phát triển xương nha. Rồi, rồi mình đi vô cái đầu tiên, đó là cái trục hạ đầu tuyến yên tuyến giáp ha. Thì cái trục này khi mà trục vùng hạ đồi tiết ra TRH kích thích tuyến yên, tiết ra TSH, và TSH sẽ tiến tới tuyến giáp để kích thích tiết ra T3 và T4 ha. Rồi, thì những cái yếu tố nào sẽ kích thích và ức chế T3 và T4, các bạn biết không? Cái trục này nó hoạt động cái nguyên lý của nó. Cái này giờ con tờ nó thương luôn đó mấy bạn. Rồi, cái nguyên lý nào để mà cái học môn tuyến giáp của công cơ thể của mình á, nó không có tăng cao quá cũng không có thấp quá. Tuyến giáp có rất là nhiều vai trò trong cái việc là chuyển hóa xương nè ha, điều hòa thân nhiệt cơ thể nè ha. Rồi ví dụ đối với một cái người cường giáp thì cái biểu hiện của cái người đó sẽ là tim đập nhanh nè, lúc nào cũng mệt nè, hồi hộp, đánh trống cực nè, sụn cân, nó tăng cái chuyển hóa của cơ thể bị tiêu chảy. Còn ngược lại một cái người suy giáp thì sẽ hay mệt mệt nè, táo bón nè ha, rồi phù niêm ha, người đó sẽ lúc nào cũng mệt mệt, sợ lạnh, một cái người sợ nóng. Thì cơ thể của mình sẽ có một cái hệ thống feedback để đảm bảo cho những cái học môn này nó không bị nhiều quá mà nó cũng không bị ít quá ha. Bởi vì khi mà một khi cái học môn T3 và T4 nó tăng lên á, thì nó sẽ tác động ngược lên trên cái vùng hạ đồi và tiến yên ức chế tiết TSH nha. Cho nên chính vì cái vòng này, cho nên là cái học môn cơ thể của mình nó được đảm bảo là nó đều đều hết, nó không có bị cao quá cũng không bị thấp quá ha. Nhưng nếu như mà cường suy tăng cái học môn đó thì mình gọi là cường cái tuyến đó, còn nếu mà thiếu cái học môn thì mình gọi là suy cái tuyến đó ha. Rồi, như vậy nếu như có một cái lý do gì đó mà làm cho cái tuyến giáp nó không có tổng hợp được học môn ha, không có tổng hợp được học môn, ví dụ như là bất sản, một cái đứa nhỏ nó không có tuyến giáp, hoặc là cái tuyến giáp nó bị lạc chỗ, nó đi xuống dưới lưỡi, nó không có thể hoàn tất được cái quá trình tổng hợp, hoặc là những cái học môn đó nó bị bất thường, những cái quá trình tổng hợp gắn học môn bị bất thường, thì như vậy cơ thể nó bị thiếu tuyến giáp. Thiếu cái học môn tuyến giáp thì phản hồi ngược lên trên thì sẽ tăng cái gì mấy bạn? Tăng TSH ha. Và còn nếu như giả sử như bị do ở trên tuyến yên, bị do trên vùng tuyến yên, lên tuyến yên không tiết ra độ TSH thì học môn giáp sẽ như thế nào? Học môn giáp cũng sẽ giảm luôn. Như vậy sẽ có hai tình huống, nếu mà một em bé vô với mình bị suy giáp nhưng mà TSH tăng thì mình nghĩ là tổn thương ở đâu? Tại tuyến giáp. Chứ nếu TSH giảm, học môn tuyến giáp giảm luôn thì nghĩ ở đâu? Ở tầng trên hơn, có thể là tuyến yên ha. Rồi, thì đây là cái đặc điểm của các cái học môn. Thì T4 là cái đặc điểm, cái phần chính mà cái cơ thể mình tiết ra, 93% học môn mình sẽ tiết ra là T4 ha. Nhưng mà khi mà đến mục đích đó, thì T4 nó sẽ chuyển thành T3 để chuyển sử dụng nha. Vì cái T3 trong máu của mình rất là thấp, có nghĩa là nó chỉ có 7% thôi, còn T4 93%. Cho nên trên lâm sàng á, thực tế là tụi chị làm, tụi chị không có định lượng T3, tụi chị định lượng T4 và TSH là chủ yếu. Không phải là vì T3 nó không có giá trị, mà bởi vì là cái T3 này á, nó sẽ, T3 này nó rất là ít. Khi mà một cái số nó rất là thấp đi, thì bây giờ cái ngưỡng bình thường, cái ngưỡng bất thường của nó sẽ rất là khó phân biệt, các bạn hiểu không? Ví dụ bây giờ nó hơi nhích lên một xíu, mình cũng không biết là nó tăng thực sự hay không, tại
vì số nó quá thấp, ví dụ nó 0,000 mấy đi thì nó tăng hay nó giảm mình cũng đâu có bằng chứng, thì mình nói nó thay đổi rất là ít. Cho nên thực tế bây giờ là các hiệp hội được khuyến cáo là mình thử, mình chỉ cần thử TSH và ST4 thôi, tức là free T4 ha. Rồi cái lý do mà tại sao thử free T4 là bởi vì T4 đi trong cơ thể nó gắn với cái gì mấy bạn? Nó gắn với albumin ha, nó gắn với thyroglobin, nó gọi là nó gắn với những cái protein chuyên chở nó, và nó có một cái dạng tự do ha. Như vậy khi mà mình định lượng cái toàn phần, cái T4 toàn phần nó có thể gây nhiễu, giả sử bây giờ nãy bệnh gì gây giảm albumin máu, bệnh hội chứng thận hư gây giảm albumin máu, thì như vậy cái albumin mà gắn với cái T4 sẽ giảm. Khi mà bệnh bạn định lượng T4 toàn phần tức là bạn định lượng cái phần gắn và cái phần tự do luôn, thì bạn sẽ thấy là nó có thể nó giảm. Nhưng mà mặc dù nhưng mà thực tế là nó, cho nên thực tế là bản thân T4 trong cơ thể nó vẫn bình thường, chỉ là cái chất gắn nó bị giảm thôi. Cho nên để mà khỏi lăn tăn cái chuyện là có bao nhiêu thằng đạm gắn chi trả mấy cái thằng này á, thì mình thử ST4, tức là free T4, cho nó dễ để khỏi lăn tăn những cái chuyện là đạm chở nó có bị giảm hay không ha. Rồi đây là cái hoạt động tuyến giáp trong bào thai ha. Thì trong bào thai á, thì khoảng đến tuần thứ 17 là cái thai nhi đã có thể tiết ra được cái hormone rồi. Những cái này là giới thiệu thôi, chứ chị không có máy móc mà hỏi bạn là tuần mấy là cái gì đâu nha. Nhớ nha, đề của chị là ứng dụng, giống như nãy vậy đó. Ứng dụng hoàn toàn không học thuộc lòng gì hết, còn mấy công thức chị dặn học thuộc lòng thì chị dặn rồi nha. Rồi, và trong cái bào thai thì nó vẫn có cái sự hoạt động của cái trục, nhưng mà cái trục đó thực sự là trưởng thành là sau 1 đến 2 tháng sau khi sinh ha. Rồi, nhưng mà trong bào thai nhớ là con nít cũng đã bắt đầu, thai nhi cũng có tạo ra được cái hormone tuyến giáp rồi ha. Đây là cái hình của cái hormone tuyến giáp sau sinh, thì bây giờ mấy bạn nhìn cái hình này trước cho rõ ha. Bào thai là sau sinh thì mấy bạn để ý thôi, khi mà mới sinh ra thì nó có cái hiện tượng gì? Nó tăng lên thấy không? Cái nào nó cũng tăng lên hết, TSH nó tăng. TSH tăng nó gọi là hiện tượng cơn bão TSH sau sinh ha. Vì TSH tăng thì kích thích xuống dưới thì tuyến giáp nó sao mấy bạn? Phải tăng tạo T3, T4 ha. Vậy tại sao mới sinh ra tự nhiên nó tăng lên như vậy? Tại sao? Thì nó tách mẹ nó ra. Khi mà môi trường bên ngoài thay đổi ha, thay đổi thân nhiệt nè, thay đổi môi trường, thì cơ thể sẽ kích thích để đáp ứng một cái stress. Có nghĩa là từ trong bụng mẹ mà chui ra ngoài cơ thể là một cái stress đối với cơ thể của con, cái đứa nhỏ đó. Và nó sẽ làm tăng kích thích tiết ST4 và tăng cái hormone tuyến giáp. Thì nó sẽ tăng như vậy. Cái hình này á, thật ra là nó dễ hiểu mà nó không có đúng. Tại vì không phải là tới gần tới nửa tháng nó giảm đâu nha. Khoảng 3 đến 5 ngày là bắt đầu nó dịch đồ lại rồi nha. Do cái hình này để cho mấy bạn thấy nó có cái cơn tăng lên như vậy. Rồi, qua cái hình này ha. Thì mấy bạn nhớ sau sinh sẽ có hiện tượng cái cơn bão TSH. Nó sẽ kích thích tiết T3 và T4. Cho nên nếu mà mình xét nghiệm để mình coi đứa nhỏ đó có bị suy giáp hay không á, mình xét nghiệm lúc mới sinh nó đúng không mấy bạn? Không, tại vì mới đẻ ra thì tăng, nó sẽ có cơn bão nó tăng lên. Như vậy giờ xét nghiệm ra nó tăng mình cũng đâu có biết gì đâu, đúng không ha? Cho nên mình phải chờ tới cái lúc mà nó giảm á, nó giảm về, có nghĩa nó giảm về xem so với người bình thường mình mới xét nghiệm được ha. Thì mấy bạn để ý cái đường, hai cái đường là 5 tháng cái đủ tháng nha. Mấy bạn chỉ cần nhớ cái đường 5 tháng là cái đường gạch đậm nè nha. Thì sau sinh là ST4, TSH nó có tăng một cái đỉnh ha, sau đó khoảng nó giảm về từ từ nha. T4 cũng theo đó mà tăng luôn. Rồi, thì như vậy nếu mà mình muốn chọn một cái thời điểm để mình tầm soát là cái đứa nhỏ này có bị suy giáp hay không á, thì cái thời điểm thích hợp của mình nên khoảng là mấy ngày các bạn? Cỡ 3 đến 5 ngày sau sinh nha. Rồi, cho nên á, bây giờ khi mà mấy bạn học cái bài sơ sinh á, là cái bài chăm sóc thiết yếu sơ sinh học chưa? Rồi, phải không? Những cái bệnh nào được tầm soát ngay từ sinh ra phải tầm soát liền. Suy giáp bẩm sinh là một bệnh gì nữa? Tăng sinh thượng thận bẩm sinh là bệnh gì nữa? Thiếu men T6PD, đó là ba bệnh được tầm soát thường quy ha. Là một đứa nhỏ mới sinh ra là sẽ được làm ba cái bệnh đó luôn, cho dù có biểu hiện hay không có biểu hiện là automatic làm ba cái bệnh đó để coi có bị hay không. Thì cái thời điểm mà để lấy máu để làm tầm soát cái suy giáp bẩm sinh á là sẽ là 3 đến 5 ngày sau, để mình đợi qua có cái cơn bão này ha, nó ổn định là mình làm, mình mới đánh giá đúng.
tầm soát, có nghĩa là tầm soát diện rộng, các bạn hiểu không? Có nghĩa là tất cả các bệnh nhân ai cũng phải làm thì tốn gì mấy bạn? Tốn tiền, cho nên mấy bạn giữa hai cái chất đó, mấy bạn phải chọn một cái chất nào mà nó hợp lý, nó kinh tế hơn, mà mình vẫn phát hiện mình không bỏ sót bệnh, chứ không phải là lúc nào mình cũng đè mình làm hết hai chất đó thì chi phí của nhà nước bảo hiểm y tế chi trả không có nổi ha. Cho nên ở mình làm một chất là chất gì biết không? Thực tế ở tùy nước, ở nước ngoài thì có thể làm ST4, ở Việt Nam mình thì đang làm là làm một cái TSH thôi nha. Vậy thì mấy bạn nếu mà lấy một cái TSH thôi thì có thể bỏ sót trường hợp nào không? Câu này bạn nào nói thì chị sẽ cho điểm cộng luôn. Ừ. Vậy thì chị lại có thể là nó bị ở trên vùng hạ đồi có ảnh hưởng. Vùng hạ đồi là tuyến gì nữa? Dạ, tuyến tuyến yên bị ảnh hưởng. Rồi. Có nghĩa là nếu như mấy bạn tay tầm soát là suy giáp nguyên phát ở tại tuyến giáp á thì TSH nó tăng, khi mà mấy bạn xét nghiệm cái đứa nhỏ ra TSH nó tăng thì mấy bạn sẽ nghi ngờ nó suy giáp đúng không? Nhưng mà nếu như mấy nó bị suy trên hạ đồi, suy trên tuyến yên, đâu có tiết được TSH thì mấy bạn xét nghiệm nó sẽ bình thường ha. Làm như vậy thì nó không có ý nghĩa gì hết, mình may mình sẽ bỏ sót. Nếu như cái chương trình của mình là mình tầm soát được suy giáp nguyên phát tại tuyến giáp, nhưng những cái suy giáp mà trên do tuyến yên như suy tuyến yên thì nó sẽ không có phát hiện ra được nha. Rồi, cái này chỉ là nhắc lại thôi ha. Rồi, bây giờ tới cái tuyến thứ hai. Cái này là nãy giờ mình đã nói rồi ha. Tuyến thứ hai đó là cái tuyến giáp trẻ sinh non, thì cái này chị giới thiệu cho mấy bạn biết thêm bài thì chị sẽ gửi sau. Còn đối với tuyến giáp sinh non thì nó còn phức tạp hơn. Có nghĩa là tuyến giáp trẻ sinh non có thể có rối loạn chức năng tuyến giáp và mình phải thử hai lần thì mới chắc chắn được có bị suy giáp hay không ha. Cái này thì chị chỉ giới thiệu thêm không, mấy bạn không cần học cái này nha. Rồi, cái trục thứ hai là trục hạ đồi tuyến yên tuyến thượng thận, thì cái trục này cũng tương tự như vậy nãy thôi, đó là vùng hạ đồi sẽ tiết ra CRH, kết thúc tuyến yên trước tiết ra ACTH và sau đó đến quả thượng thận và tiết ra cortisol ha. Rồi, thì đây là ba cái lớp của tuyến thượng thận, lớp ngoài cùng và lớp gì mấy bạn? Nếu mà không biết và không nhớ thì nhìn cái chữ này kiểu gì nè, cái chữ này nãy mình học rồi á, cầu. Ừ, nó cầu cái chữ giống chữ cầu thận á ha. Lớp cầu tiết ra cái gì? Cholesterol. Rồi, chức năng chính của nó gọi là hoạt tính mineralocorticoid, có nghĩa là điều hòa chính của nó điều hòa điện giải ha. Rồi, aldosterol có tác dụng gì? Rồi, lớp thứ hai, lớp này ở lớp gì? Lớp bó. Lớp thứ ba reticular là gì? Lớp lưới ha. Lớp thứ hai thì tiết ra cái chất là glucocorticoid, tức là cortisol của mình á ha. Rồi, lớp thứ ba sẽ tiết ra những cái hormone sinh dục như androgen ha, và ở trong là tủy thượng thận thì tiết ra epinephrine, norepinephrine ha. Rồi, thì để tổng hợp những cái đám hộp môn này nè thì nó cần một cái chất nó gọi là cholesterol nha. Cái hình này á, sở dĩ giới thiệu cho mấy bạn là hồi xưa chị học thì chị không có được học cái hình này, sau đó lúc mà đi học qua đi vô học nhi thì học cái bệnh là tăng sinh thượng thận bẩm sinh á, thì không có hiểu bệnh đó là cái bệnh quái gì trơn á ha. Thì cái bệnh đó nó nằm ở trong cái hình này nè nha. Bệnh tăng sinh thượng thận bẩm sinh cũng là cái bệnh được tầm soát từ sau sinh luôn. Thì tất cả những cái học môn nãy như androsterone, cortisol hay là những cái testosterone, rồi những cái học môn sinh dục, nó được tổng hợp từ một cái tiền chất gọi là cholesterol ha. Và cái chất cholesterol này thông qua quá trình biến đổi từ rất là nhiều chất mới tạo ra androsterone, tạo thành cortisol nhờ những cái men nè, những cái men chính giữa này nè ha. Thì nếu mà cái đứa nhỏ nó bị một cái bệnh lý mà mấy cái men này nó bị bất thường ha, những cái chỗ mà cái men này nè nó không có, nó bị đột biến và nó mất cái men này, thì như vậy nó sẽ không có tổng hợp được tiền chất, thì nó sẽ không có tổng hợp được những cái chất phía sau, cho nên là sẽ thiếu những cái chất phía sau và ứ đọng lại những cái tiền chất phía trước ha. Rồi, và cái bệnh này nó gọi là bệnh tăng sinh thượng thận bẩm sinh đó mấy bạn, có nghĩa là khi mà có tuyến thượng thận nó thiếu những cái men, nó không có tổng hợp được androsterone, không có được tổng hợp được cortisol ha, và sinh lý tuyến thượng thận nó không có tổng hợp được nước phình ra, thì nó gọi là tăng sinh tuyến thượng thận bẩm sinh hay là tăng sản thượng thận bẩm sinh ha.
thì đó là cái bệnh đó là như vậy. Nhưng bản thân không phải là tăng tăng sinh thượng thận bẩm sinh, nghe thì tưởng là nó tăng tiết chất đúng không, mà không phải vậy, nó thiếu chất không, nó phì ra thôi. Tạm hiểu như vậy đó nha. Rồi cho nên mình cũng phải biết sơ sơ là để ta hỏi là bệnh sàng lọc sơ sinh á, ví dụ có một cái người nhà nào đó sinh ở từ vũ đưa cho em một cái xét nghiệm máu gốc chân sàng lọc sơ sinh, cũng biết sơ sơ mình biết là làm cái gì ha. Mình đi học y chứ cũng bị người nhà hỏi nhiều lắm đúng không, mà mình không biết gì hết trơn đúng không. Rồi có nghĩa là từ cái cholesterol là tiền chất để tổng hợp ba cái chất này, thì bây giờ thiếu mấy cái men này là bị mất nè, mấy cái men này không tổng hợp được thì nó cắt đứt cái đường tổng hợp này, nó sẽ thiếu chất ha, đứa nhỏ sẽ bị thiếu chất và cái bệnh đó gọi là bệnh tăng sinh thượng thận bẩm sinh. Rồi tạm hiểu như vậy thôi ha. Rồi thì cortisol nó học môn chính ha của lớp phó, và cortisol thì sẽ tiết ra theo chu kỳ ngày đêm nha mấy bạn. Rồi bây giờ mình qua cái chu kỳ ngày đêm của cortisol. Bây giờ nhìn cái hình này mấy bạn thấy á, cái thời gian mà cortisol tiết ra cao nhất là buổi sáng ha, đây, và sau đó dần 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 tới cuối ngày thì nó sẽ giảm, nhưng mà khi nào có một cái stress gì đó thì nó sẽ tăng cortisol, giống như nãy là mấy bạn thi gì đó là cortisol sẽ tăng đó ha. Rồi còn nếu không thì bình thường là cái xu cortisol của mình là nó sẽ giảm dần, nó chỉ đỉnh của nó là 8 giờ sáng thì nó sẽ giảm dần, và nửa đêm là nó xuống thấp nhất luôn ha, nó gọi là cực tiểu. Sau đó thì bắt đầu khuya là khoảng 3 giờ sáng là cái thằng ACTH nó bắt đầu nó tiết ra, thì theo sau đó cái thằng cortisol nó mới tăng lên. Như vậy để mấy bạn nhìn thấy, nếu mấy bạn muốn chẩn đoán mình nói là suy thượng thận có nghĩa là thiếu cái chất cortisol đúng không, suy là thiếu, cường là dư. Bây giờ mình muốn chẩn đoán một cái trường hợp suy đi, vậy mình chọn cái thời điểm nào để mình làm xét nghiệm? Chị lấy 12 giờ đêm được không? Nhưng mà có thể ứng dụng cho những cái trường hợp mà mình đang nghĩ là cường cái tiếng đó đó ha, dư quá mất cái tiếng mình lại ngược lại mình sẽ lấy ban đêm, ví dụ vậy nha. Rồi và cho nên mình sẽ ứng dụng trong trường hợp này, khi mà có một ai đó đưa cho mấy bạn đọc một cái kết quả xét nghiệm cortisol và hỏi mấy bạn là đủ hay là thiếu ha, thì mấy bạn phải câu đầu tiên mấy bạn phải hỏi lại là gì. Đúng rồi, lấy hồi mấy giờ chứ nó tự nhiên lấy 12 giờ trưa là tôi không chịu đọc đâu nha, tại vì lúc đó nó thấp xuống là ai mà biết được, nên là phải lấy lúc 8 giờ sáng ha. Rồi thì sau đó mình mới so với cái trend bình thường của 8 giờ sáng là bao nhiêu, hoặc là một số cái những cái học môn này nó sẽ thải ra nước tiểu, nước bọt, mình có thể lấy nó cọc tia so nước tiểu, nước bọt để ứng dụng được trong cái chẩn đoán nha. Thì chỗ này thật ra chẩn đoán suy thượng thận một cái chẩn đoán rất là phức tạp, và chị chỉ nói với mấy bạn là mấy bạn phải diễn giải dựa trên cái sinh lý bình thường của cơ thể nha. Rồi thì sau này khi mà ai đó đưa cho mấy bạn một xét nghiệm nội tiết đó, thì đầu tiên mấy bạn phải tìm hiểu là cái chất đó nó tiết ra kiểu gì thì mấy bạn mới đọc được cái chất đó ha. Ví dụ như cái chất ACTH thì tiết theo xung, còn khi sau nó cũng theo xung nha, cho nên không phải lúc nào nó cũng sẽ bằng cái khoảng bình thường, giống như không có phải là đọc xét nghiệm nội tiết là không có lấy cái số đó xong rồi nhìn ở bên cái khoảng bình thường cái mở ngoặc đóng ngoặc từ bao nhiêu tới bao nhiêu đọc trong đó là sai nha. Học xong bài này không có đọc xét nghiệm như vậy nữa ha. Rồi thì cortisol có những cái vai trò nào, có vai trò kháng viêm nè, có vai trò ức chế miễn dịch ha. Như cái hồi nãy cái bệnh hội chứng thận hư nãy mình học á, là điều trị cũng là bằng cortisol đó nha, vì đó là phản ứng miễn dịch của cơ thể. Rồi nó có vai trò trong chuyển hóa gluco nè, chuyển hóa lipid ha, chuyển hóa đường ha. Rồi và ức chế miễn dịch, ví dụ như có những cái bệnh lý thiên về miễn dịch đó, thì cortisol có thể có vai trò để điều hòa miễn dịch ha. Rồi ra nó còn có vai trò, một cái phần vai trò của cái mineralocorticoid nữa ha. Rồi về aldosterone thì mấy bạn nhớ là aldosterone này á, nó sẽ có tác dụng là giữ natri và thải kali, nhớ như vậy giùm chị là được rồi. Giữ natri, thải kali, và giữ natri thì muối thì nó sẽ kéo theo gì, nước ha. Rồi cho nên nếu mà có một những cái trường hợp, ví dụ một cái đứa nhỏ đó hạ natri và tăng kali, thì cái đầu tiên mình có thể nhớ tới là chắc nó thiếu aldosterone được không, dù đọc một cái xét nghiệm như vậy ha, mặc dù có nhiều nguyên nhân phải suy thượng thận cái gì đó. Thường á, một cái đứa nhỏ suy thượng thận nó cũng có thể nhập viện trong bệnh cảnh hạ natri nữa nha mấy bạn, sau đó mình mới tiếp cận từ từ mới ra được suy thượng thận nha. Rồi nhưng mà cái cọc aldosterone này nó ít có vai trò của ACTH. Nãy giờ mình nói là ACTH kích thích tuyến thượng thận ha, rồi tuyến thượng thận tiết ra cortisol, nhưng mà nó không
có liên quan tới estrogen nha. Estrogen chủ yếu là của cái hệ adrenaline, angiotensin, estrogen. Chứ cái acid lactic ít có vai trò trong điều khiển cái này nha. Rồi. Rồi cái trục thứ ba thì cái trục này là trục về sinh dục. Cái trục này là cái trục hạ đồi sẽ tiết ra cái GnRH để kích thích tuyến yên. Tuyến yên sẽ tiết ra hai hormone môn là FSH và LH để tới buồng trứng hoặc là tương ứng là cái hormone môn của nam giới ha, phát triển những cái giao tử ở tinh hoàn. Rồi. Thì cái sinh lý bình thường mình ứng dụng cái này trong những trường hợp nào con nít. Con nít thì nó sẽ khác người lớn. Cái trục này nó sẽ hoạt động khác người lớn. Con nít thì sinh ra, mới sinh ra nó sẽ có hoạt động. Có hoạt động cái trục này có tiết LH, FSH. Nó gọi là giai đoạn mini. Vậy thì mini có nghĩa là có thể khoảng 1 đến 2 năm đầu tiên cái trục này nó có hoạt động. Nó gọi là vậy thì mini ha. Ví dụ như có một số đứa nhỏ mới sinh ra xong tự nhiên có cái bú nha. Có thể đó là hiện tượng, chỉ nó có thể thôi, đó là hiện tượng vậy thì mini, có nghĩa cái trục này nó hoạt động. Nhưng sau đó bắt đầu khoảng qua 2 tuổi thì cái trục này nó sẽ ngưng. Có nghĩa là cái trục sinh dục này nó sẽ ngưng. Nó chìm đi, nó không có hoạt động. Và cho tới khoảng độ tuổi vậy thì 8 tuổi thì bắt đầu nó mới hoạt động, nó khởi phát trở lại nha. Thì cái này sẽ ứng dụng cái trục này để chẩn đoán cái bệnh lý mà trong cộng đồng đang nói rất là nhiều là bệnh gì đúng không? Vậy thì sớm ha. Rồi. Ví dụ như là cái trục này mà nó hoạt động, mình biết là khoảng 8 tuổi, nó với con gái là khoảng 8 tuổi nó mới bắt đầu hoạt động lại. Nhưng mà thí dụ 6 tuổi tới với mấy bạn mà nổi bú gì đó chẳng hạn thì đó, tình dậy thì sớm nha. Thì đó là có thể có sự hoạt động là có cái trục này như vậy. Để chẩn đoán là mình phải làm xét nghiệm với cái chất này nè, FSH, LH, estradiol của nữ ha. Rồi. Rồi, chị nhắc lại xíu cái chỗ này thì trong cái bài chị có ghi rất là kỹ rồi. Nhưng đối với một cái người, một cái đứa con nít mà mới bước vào tuổi dậy thì á, thì những cái xung nó tiết nó sẽ khác so với một cái người lớn trưởng thành nha. Những cái học môn của mình học là học môn tiết theo xung, có nghĩa là em ngồi ở đây ví dụ một phút tiết một xung thì nó tiết, sau nó kích thích xuống tầng dưới, sau một phút sau nó tiết nữa. Thì tùy cái thời điểm em lấy xét nghiệm, giả sử em bắt được cái lúc cái xung nó đang tiết á, thì em mới thấy cái chất nó cao, em hiểu không? Còn nếu em bắt lúc cái xung nó mới vừa xong nó im xuống thì cái chất nó sẽ thấp nha. Cho nên khi em diễn giải những cái xét nghiệm FSH-LH này phải diễn giải rất là cẩn thận ha. Ví dụ chị nói ở giai đoạn tiền dậy thì, có nghĩa một đứa nhỏ sắp chưa vào giai đoạn dậy thì, chị bắt đầu dậy thì thôi, thì những cái xung này sẽ rất là thưa thớt ha. Nó thưa xíu sao hoặc là ban đêm nó tiết nhiều hơn ban ngày. Cho nên khi mà mình đi xét nghiệm máu, mình chẩn đoán bệnh, mình xét nghiệm ban ngày, có thể là cái đứa nhỏ đó nó có vú, có kinh, em nghi ngờ dậy thì sớm thì em xét nghiệm ra nó bình thường, không phải là không bệnh nha, mà nó là sao thì cái xung nó thưa thớt nên em không có bắt được lúc cái xung nó tiết ra. Em hiểu ý chị nói không? Mấy bạn hiểu không? Cái này thì hơi khó ha. Cho nên là mấy bạn nhớ là nội tiết nó rất là khó, vì nó tiết, thậm chí nó có chất đó nhưng mà xét nghiệm bình thường, nhưng tới cái môn không xài được nó lại kháng cái chất đó, nó cũng là bệnh khác nữa ha. Ví dụ cái đứa tới với mình có kinh, có vú rõ ràng và mình xét nghiệm ra mình thấy LH, mình nghĩ là nó dậy thì rồi đó, là LH, FSH nó phải tăng đúng không? Theo cái trục, nhưng mà sao xét nghiệm ra bình thường thì mình nên nhớ cẩn thận là tại vì mình không có lấy đúng cái xung đó thôi nha, chứ không phải là do nó không có bị dậy thì đâu. Như vậy thì cái ứng dụng của mình bởi là mình có thể lấy lại hoặc là mình phải làm cái test, một cái test động, mình phải chích một cái GnRH ngoại sinh của em, chích cái đó vô để cho kích thích cho nó tiết ra, xong mình lấy mình thử lại. Đó là cái nguyên lý của những tác động của nội tiết ha. Chỗ này hay khó hiểu không? Được hiểu không mấy bạn? Hơi khó hiểu ha. Cái này không có thi nhưng mà chị nói để mấy bạn hiểu được là cái nguyên tắc lấy cái chẩn đoán cái bệnh nội tiết là nó khó như vậy, chứ không phải là mình thiếu máu, không phải là hemoglobin 7 xong nhìn qua bên kia 10 tới 12 bình thường thì 7 là thiếu máu, không phải vậy. Xét nghiệm nội tiết rất là khó nha. Rồi. Và coi khi mình phải làm test giống như hồi nãy á, tiếng thuận thận á, có khi mà chẩn đoán mình cũng phải dùng một cái test acid nó hay, có được lấy một cái ACTH ở ngoài chích vô, mình kích thích thử coi nó có tiết ra được hay không. Nếu mình chích vô rồi mà cái tuyến thượng thận nó không tiết ra được cortisol là nó mới suy thiệt, chứ xét nghiệm một thời điểm rất là khó nói ha. Rồi cái GH, tại vì là Nhi nên chị nhắc lại một xíu với cái GH thôi. Thì GH đó là cái hormone để kích thích chuyển hóa protein nè, chuyển hóa mỡ ha.
rồi chuyển hóa glucid, và quan trọng nhất là kích thích sụn và xương phát triển. Thì GH này á, nó sẽ có hai tác dụng, là tác dụng lên tuần hoàn và tác dụng trực tiếp. Nó có tác dụng trực tiếp để phát triển sụn xương, và tác dụng thứ hai là sẽ tác dụng lên gan để tổng hợp cái IGF-1 ha. Biết một xíu cái chất IGF-1 này, bởi vì cái học môn GH á, thời gian bán hủy của nó rất là ngắn nha, cho nên ứng dụng lên lâm sàng, giả sử em có một đứa em bị lùn, em muốn coi nó có bị thiếu cái chất tăng trưởng hay không, thì khi mà em đưa tới bệnh viện xét nghiệm á, bệnh viện không có xét nghiệm GH, bệnh viện sẽ xét nghiệm cái chất IGF-1 ở dưới. Tại vì cái học môn GH thời gian bán hủy nó rất là ngắn, nên khi mà mình xét nghiệm á, nó sẽ có thể có sai. Ví dụ như giờ nó bán hủy nó tiêu hết trong máu thì mình sẽ thấy nó thấp, nó không có giá trị. Cho nên thay vào đó có một cái chất đại diện cho nó là IGF-1 ha. Tại vì GH sẽ kích thích gan tổng hợp IGF-1, thì cái IGF-1 này mới chính là cái chất mà để xét nghiệm ban đầu để chẩn đoán cái bệnh lùn cho thiếu hormone tăng trưởng á nha. Chứ nếu mà một cái người nổi tiếng là nổi tiếng thật sự á, không có ai dựa vào GH để chẩn đoán hết nha. Nói để mấy bạn hình dung, là nhắc lại một lần nữa là sao, khi muốn đọc một cái xét nghiệm nổi tiếng thì phải biết cái chất nó tiết ra kiểu gì thì mới đọc được ha, chứ không phải đọc như xét nghiệm công thức máu à, nhớ nha. Còn dĩ nhiên cái này thì khi nào bạn nào mà đi sâu thì chuyên khoa thì mấy bạn học theo, chị chỉ nói cái nguyên tắc thôi ha. Rồi rồi, cái nguyên tắc thứ hai nữa là cái hoạt động của tiết tụy. Tụy tiết tuyến tụy thì nó có một số cái lý thú mà chị sẽ giới thiệu ở đây. Cái thứ là tụy thì nó có ba loại tế bào, mấy cái này các bạn biết rồi ha, tế bào beta, tế bào alpha và tế bào delta. Rồi nha, cái này thì nhớ dùng chị luôn là tế bào nào tiết ra cái nào nha. Rồi nhắc đó ha. Rồi khi mà tế bào beta tiết ra thì nó không có phải là tiết ra thẳng cái insulin mà nó sẽ tiết ra cái phân tử là proinsulin ha. Rồi sau đó cái phân tử này nó cắt ra thì nó là tỷ lệ 1:1:1 insulin và một cái peptide C ha. Rồi peptide C giống như một cái phân tử trên đó, nó gắn một cái phân tử cái chủ protein nó cắt ra thôi ha. Rồi chỗ này tại sao chị cho mấy bạn chỗ này, tại vì mấy bạn biết là bệnh thiếu insulin thì bị bệnh gì biết không? Bệnh tiểu đường ha. Rồi bệnh đái tháo đường, bệnh tiểu đường. Nhưng giả sử bây giờ mấy bạn muốn xét nghiệm trong cái tiểu đường tiếp 1, có nghĩa là bị thiếu insulin tuyệt đối, có nghĩa là cái tế bào tụy nó bị cái bệnh lý, nó không có tiết ra được insulin, thì trẻ nó sẽ rơi vào cái trạng thái là tăng đường, thiếu insulin tuyệt đối ha. Ví dụ như bây giờ vô bệnh viện với chị, xong rồi lúc đó ban đêm chị đâu có làm được xét nghiệm insulin, hiểu không mấy bạn? Chị đâu có làm được xét nghiệm thì chị phải điều trị, chị phải chích insulin cho người nó đúng không? Chị điều trị xong sáng qua chị muốn lấy máu xét nghiệm thì làm sao chị xét nghiệm được insulin, là vì chị đã chích từ bên ngoài rồi, cái xét nghiệm của chị nó sẽ sai số đúng không? Thì như vậy để đánh giá xem là cái tụy nó có khả năng tiết ra được insulin không thì mình sẽ dựa cái gì? C-peptide ha. Những cái này chị nói là trên lâm sàng hàng ngày chị làm hết, chị thử cái C-peptide này mỗi ngày cho bệnh nhân tiểu đường của chị ha, thử C-peptide để chẩn đoán nha. Chứ đặc biệt là trên những bệnh nhân mà tiết insulin, có dùng insulin trước đó, dù ở tỉnh chuyển lên với mình chẳng hạn đi, mình đâu có biết được dùng insulin cả tuần rồi, thì mình thử cái C-peptide để mình xem là bệnh nhân này có thiếu một tiết insulin tuyệt đối hay không. Tại vì cái phân tử này cắt ra cái phản ứng này là phản ứng tỷ lệ 1:1 ha. Rồi cái hình cái này để chị cho mấy bạn coi một cái clip về cái tiết insulin. Coi thử coi là insulin nó được tiết ra như thế nào ha. Thank you.
cái tế bào của mình ha. Rồi cái đường, khi mà cái đường trong cơ thể tăng lên thì đường nó sẽ đi vào trong tế bào. Rồi nó đi qua cái kênh đó là glucose transporter ha. Rồi khi mà đường đi vào tế bào nó đi vô cái chu trình gì, các bạn nhớ không? Chu trình này hồi xưa học sinh học có học á, chu trình rét chứ không, để tạo nên năng lượng. Rồi thì nó sẽ tạo nên năng lượng, rồi để tạo nên ATP ha. Thì ATP mới tới cái kênh này, là cái kênh kali phụ thuộc, cái kênh màu xanh xanh này nó gọi là cái kênh kali phụ thuộc ATP ha. Rồi nó sẽ đóng cái kênh đó, đóng cái kênh này làm mấy cái thằng kali không có chui ra bên ngoài được ha. Rồi kali không qua chui ra bên ngoài được thì nó đi qua, nó làm mở cái kênh, nó thay đổi điện thế màng và nó mở cái kênh canxi ha. Canxi nó chui vô trong tế bào, rồi chui vô trong tế bào thì nó làm chuyện gì? Đây là những cái túi mà chứa insulin ở trong tế bào các bạn ha, nó sẽ gắn lên cái túi này và nó làm mở cái túi này ra phóng thích insulin ra ngoài. Rồi chỉ vậy thôi ha. Rồi rồi cái hình này là chỉ là nhắc lại cái hình lúc nãy thôi ha. Ngoài cái insulin ra thì mấy bạn để ý là còn có những cái chất khác như là chất béo nè, GLP-1 ha, GIP, glucagon, nó cũng tác động đến cái quá trình này. Rồi cái hình này để mình nói một chuyện á, là đường của mình, ví dụ như bây giờ mình đây, ví dụ như chị mới chưa ăn sáng, ví dụ vậy đi, thì nó cơ thể nó có kích thích để tiết insulin không mấy bạn? Không, cơ thể mình sẽ rất là thông minh, mình sẽ có một cái insulin nền cả ngày để luôn để điều chỉnh cái đường huyết. Nhưng mà sẽ khi mà mình ăn 3 bữa ăn á thì cơ thể mình sẽ có 3 cái đỉnh tiết insulin theo 3 cái bữa ăn của mình nha, còn lại luôn có một cái nhịp nền để tiết ra từ từ từ. Nhưng mà khi đường trong máu mà tăng lên á thì bắt đầu cái đường mới đi vô tế bào và gây mở cái kênh này để gây phóng thích những cái insulin ra nhiều, các bạn hiểu không ha. Còn khi mà mấy bạn đang đường còn có 50 nè, đường huyết là đường dưới 70, các bạn chưa ăn sáng đường có 50 thì cơ thể mình sẽ rất là thông minh, sẽ học á, sẽ làm giảm tiết insulin này và tiết những cái hormone môn đối kháng với tình trạng tăng đường, với tình trạng hạ đường, ví dụ mình sẽ tiết adrenaline nội sinh cho mình tăng đường lên, tiết tăng tiết GH lên ha. GH cũng kích thích khi mà tăng đường ha, tăng tiết cortisol lên để cho mình điều chỉnh, mình tăng cái đường huyết của mình lên ha. Rồi thì cái ứng dụng của cái hình này là để làm cái gì? Ở Nhi sẽ có một cái bệnh nó gọi là bệnh cường insulin bẩm sinh, ví dụ như là tiểu đường là thiếu insulin, nhưng mà ở Nhi còn có cái bệnh lạ lùng nữa là nó tăng insulin ha. Ví dụ như có thể là tăng insulin do có một cái u nó tiết insulin, hoặc là như nó bị bất thường ở những cái kênh này ha. Rồi bất thường ở những cái kênh hồi nãy, mấy cái kênh mà nó đóng nó mở, ví dụ như bất thường cái kênh kali phụ thuộc ATP này, cái kênh bản thân của nó cũng là protein, khi mà bất thường trong gen, nó gen tổng hợp protein ha, xin lỗi, có nghĩa là bất thường trong gen dẫn đến bất thường những cái kênh này thì đường nó sẽ không có điều chỉnh được, cho nên là insulin nó cứ tiết ra, tăng tiết ra ngoài, nó sẽ không có theo cái đường huyết của cơ thể, mặc dù cái đường nó nhỏ đang thấp thì insulin nó vẫn tiết ra nha. Thì cái bệnh nó gọi là bệnh cường insulin ở trẻ em ha. Và người ta cũng ứng dụng những cái thuốc để ức chế những cái kênh này để người ta điều trị cái bệnh này ha. Rồi như vậy bây giờ chị có một cái tình huống là một cái đứa nhỏ ha, nó bị co giật, sinh xong thì nó bị co giật và sau đó xét nghiệm ra đường huyết của nó chỉ có 28 thôi, tức là rất là thấp nha. Đường huyết dưới 70 là hạ, thì mình nghĩ là co giật cho hạ đường huyết. Thì sau đó cái đường huyết của đứa nhỏ này cứ hạ hoài mà chị phải truyền cái dung dịch chứa đường, nghĩa là ngoài bú không có đủ mà bú, cho dù là ăn bú đầy đủ bình thường vẫn hạ, và chị phải truyền thêm cái dung dịch chứa đường glucose vào cho nó thì nó mới ổn định được ha. Vận tốc rất là cao thì chị nghi ngờ cái bệnh nó gọi là cường insulin, có nghĩa là chị sợ cái bệnh là nó tiết quá nhiều insulin ha, do một cái đột biến gen, đột biến những cái kênh gì đó ha. Thì như vậy chị phải làm cái xét nghiệm insulin để chị chẩn đoán, đúng không? Vậy bây giờ mấy bạn nhìn thử xem cho chị là cái xét nghiệm insulin máu của cái bệnh nhân là 3.2.
thì chị cho mấy bạn biết luôn á là nó nằm trong giới hạn bình thường. Vậy theo mấy bạn là mấy bạn chẩn đoán được chưa? Suy nghĩ thì thử theo những cái nãy giờ chị nói nha, là đọc xét nghiệm nội tiết đọc như thế nào thì suy nghĩ thử cái này. Bạn có thể thảo luận hai bạn với nhau cũng được, thảo luận nhóm sao cũng được. Chị muốn nghe ý kiến của mấy bạn, mà không cần mấy bạn trả lời đúng nhưng mấy bạn có nghĩ ra được suy nghĩ ra bạn sẽ biện luận như thế nào là được. Rồi, chị mời bạn. Em á. Em nói lớn hơn cho mấy bạn nghe. Bạn nói chị hiểu là bạn thấy bạn hiểu rồi đó. Mấy bạn có ý kiến gì khác bổ sung cho bạn không? Em tên gì bé? Hả? Thùy Dương không? Hồi nãy là bạn Tân đúng không? Không. Em họ tên của em là chị có trùng tên với bạn nào không? Không ạ. Tân đúng không? Rồi các bạn nào bổ sung không? Thì, rồi nghi chị là em thấy là bé này đang được truyền gluco, mà trong cái sơ đồ hồi nãy gluco nó cũng kiểu làm tăng tiết ra insulin, cho nên là khi mà đang truyền gluco thì xét nghiệm insulin máu để chẩn đoán cường insulin là không phù hợp. Rồi chị nghĩ là em hiểu, nhưng mà thử như cái đứa này mình truyền glucose là tại vì đường của nó lúc nào cũng hạ hết, mình phải truyền, em hiểu không? Có nghĩa là khi mà đường huyết, khi mình ăn vô, khi mình ăn hoặc là khi mình uống sữa, uống nước đường, đường mình tăng lên, insulin tăng tiết ra là bởi vì lúc đó đường huyết mình tăng ha. Cứ là insulin nó không có tiết theo cái lượng là mình ăn chén cơm nha, là chén cháo là truyền đường gì hết, mà chính vì mình ăn cái đó vô làm glucose nó tăng lên, thì glucose tăng lên nó mới đi vô tế bào ha, thì mới phóng thích insulin ra ngoài, chứ không phải là do truyền glucose mà sẽ làm phóng thích insulin, đúng không? Ha, là do là mình ăn nó mới tăng đường lên. Còn bạn Dương nói thì chị thấy là gần đúng. Có nghĩa là khi em đọc một cái xét nghiệm em phải biết xét nghiệm nó lấy trong hoàn cảnh nào. Ha, giả sử hoàn cảnh đó bệnh nhân này đường đang
120, 130 thì insulin bình thường cũng phù hợp thôi, đâu có bị tăng, bị dư, bị thiếu gì đâu, em hiểu không? Ha. Nhưng nếu như bệnh nhân này đang hạ đường, giả sử đường bệnh nhân 40, insulin lại tiết ra bình thường, vậy có bất thường không mấy bạn? Có bất thường ha. Sinh lý cơ thể bình thường của mình là đường mình đang 40 là đáng là cái cửa, cái kênh nó phải đóng lại, có nghĩa là cái những cái túi nó phải không có phóng thích ra được ha, insulin. Nhưng mà cái cơ thể này nó bị bất thường cái cơ, cho nên là insulin cứ phóng thích ra ngoài mặc dù đường của đứa nhỏ đang hạ ha. Cho nên mình ứng dụng cái trường hợp này để mình chẩn đoán á, là không phải là lúc nào mình muốn lấy máu insulin lúc nào cũng được nha, mà tụi chị sẽ cho bệnh nhân hạ đường, mình chị tụi chị sẽ cho bệnh nhân hạ đường xuống dưới 40 hoặc là dưới 50 ha. Ví dụ như cái đứa đó sáng đó chị cho nó là nhịn bú sáng nay để lấy máu xét nghiệm nha, không cho bú để cho nó hạ đường, mình chấp nhận cái chuyện đó. Và khi mà chị xét nghiệm ra glucose máu là 50 thì chị mới thử insulin. Và insulin bình thường thì chị kết luận là đứa này có cường insulin ha, được không? Có nghĩa là cái nguyên tắc để chẩn đoán như vậy. Còn xét nghiệm nó sẽ có nhiều yếu tố khác ha. Rồi, chứ tụi em không có đọc kết quả bằng cách là cái nhà mà cái người mà trả kết quả cho mình sẽ ghi insulin 3.2 xong mở ngoặc bên đây khoảng bình thường từ 2 chấm mấy tới 3 chấm mấy, mình nói ôi vậy cái này bình thường không đúng nha, hiểu không? Hiểu cái cách đọc xét nghiệm nổi tiếng không mấy bạn nha. Rồi, còn dĩ nhiên những cái bệnh này thì nó rất là xa lạ, rất là lạ lẫm với mấy bạn đúng không ha. Rồi, để cho nên là bây giờ mình nhắc lại là đối với một kết quả nội tiết thì một cái kết quả nội tiết nó chỉ là một xét nghiệm một thời điểm thôi, nó không có giá trị để chẩn đoán và nó chỉ là cắt ngang thôi. Cho nên mấy bạn phải lưu ý những cái học môn nào tiết theo xung, những cái học môn nào có nhịp ngày đêm ha, những cái học môn nào nó chỉ nó sẽ tiết theo cái cơ chế của cái đường huyết, ví dụ như là insulin lúc nãy ha. Và mình không nên bao giờ trong nội tiết không nên bao giờ dùng một cái xét nghiệm duy nhất để mình chẩn đoán bệnh hết ha. Rồi, chính vì cái cơ chế đó mà người ta dùng những cái biện pháp động để người ta chẩn đoán ha. Ví dụ như là người ta sẽ dùng test kích thích ha. Ví dụ như người ta sẽ chích một cái ACTH ngoại sinh để kích thích tuyến thượng thận, xem cái tuyến thượng thận nó có tiết ra được cortisol hay không. Chích xong mà cái tuyến thượng thận mình thử là cortisol nó vẫn không có tăng lên ha, vẫn bình thường hoặc thấp thì chứng tỏ là cái thằng nó bị suy thượng thận, ví dụ vậy. Người ta sẽ chẩn đoán dựa vào cái đó, chứ không có ai mà xét nghiệm một cái cortisol đơn thuần một thời điểm để chẩn đoán suy thượng thận hết, thì nó sẽ tiết theo nhịp ngày đêm. Đâu có biết là thằng này đúng là 8 giờ sáng, thằng kia xét nghiệm 7 giờ rưỡi sáng, đâu có biết nó như thế nào, ví dụ vậy ha. Cho nên đó là cái nguyên tắc để phân tích cái xét nghiệm nội tiết ha. Rồi, rồi trong bài này đến đây là hết rồi đó, tụi em có thể nghỉ ha. Nếu tụi em có câu hỏi gì thì gửi qua email cho chị nha. Rồi.